cái hành động như thế này với cháu của bác ạ. Nào cũng Khang là hơi to một đứng tí. Đứng ra đây xem nào, ra ngoài này cho sáng xem nào. Đứng ra đây. Con cảm ơn các ông, các bà. Con chúc ông luôn luôn mạnh khỏe. Con chúc ông luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào quý cô chú anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục xin quay trở bác. Lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Quyền đang có mặt ở nhà của bé Huy và bé Khang của bác ạ. Đấy thì hôm nay lên trên này thì là bé Huy với bé Khang cũng đóng cửa lại rồi. Chìa khóa thì bà cầm đi đâu không biết. Vừa rồi thì ra đến đây không thấy bé Khang ở đâu cả. Có mỗi Huy quanh quẩn ở nhà đây thôi. Thì cháu Quyền cũng bảo là cho Huy đi tìm bé Khang về. Đấy, hôm nay ấy, thì là thời tiết ở trên chỗ của hai vợ chồng cháu thì là có mưa từ tối hôm qua rồi các bác. Đấy, hôm nay là chúng cháu cũng mua thêm cái giống rau vào đây để trồng rau cho hai bé ăn. Đấy, hôm trước thì chúng cháu có làm cái vườn rau này cho hai bạn nhỏ ấy. Cho nên là đợt đấy thì là trời chưa mưa cho nên là chưa có trồng rau ở đây được. Đấy, hôm nay là thời tiết khả năng là trời như thế này thì sẽ mưa vài hôm. Đấy, mưa vài ngày thì nếu mà mưa lâu ấy, thì là trồng rau vào đây thì chắc chắn là sẽ sống thôi. Đấy, đây là ngôi nhà của hai bé này các bác. Đấy, cái nhà bếp thì hôm nọ là gió thổi ấy, cái tấm lợp rào xung quanh pro xi măng ấy là cũng đổ hỏng hết rồi. Hiện tại là cháu cũng đã dựng lên mấy tấm ở bên kia vỡ rồi. Đấy, hôm nay lên là chúng cháu cũng mua một bao gạo với một ít thức ăn lên cho hai bạn nhỏ các bác ạ. Đấy, vườn rau làm được hơn một tuần nay rồi, cỏ lại mọc lên rồi. Bây giờ sẽ lại phải xới lại để gieo rau lên các bác. À, hôm nọ ấy thì là cũng có cô Trinh ở Long An là cũng có bảo với cháu Quyền là ủng hộ cho hai bé là kéo nước về đây. Đấy thì hiện tại là cô cũng đã gửi vào quỹ của hai vợ chồng cháu Quyền là hơn 2 triệu rồi các bác. Đấy, trong thời gian tới nữa thì cô bảo là cô sẽ sắp xếp trong một cái thời gian ngắn nhất thì cô sẽ tiếp tục gửi vào cho cháu Quyền để cháu Quyền đi thực hiện cái dự án là kéo nước về cho bé Huy cũng như là cho các hộ gia đình ở đây. Ở trong bản làng này thì là hầu như là nhà nào cũng thiếu nước rất là trầm trọng. Đi lấy nước rất là xa các bác. Đi lấy nước thì đi xuống tít đây này này. Đấy, đi qua cái chỗ đá to to kia. Đấy, đi sâu vào dưới kia thì mới đi lấy nước được về dùng. Đấy, khả năng là nếu như cô Trinh ở Long An ấy mà cô hỗ trợ về phần kéo nước ấy, thì chúng cháu sẽ kéo nước ra đến chỗ ở trên kia và để cho cả bản lùng. Đấy, và mua thêm một cái tách nước về để đây cho hai bạn. Đấy, vừa nãy cháu Quyền vào đây thì là thấy quần áo lại bẩn như cũ rồi. Đấy, hôm trước về thì là quần áo khi mà chúng cháu giặt cho xong ấy thì là quần áo rất là sạch. Đấy, được 3 hôm nay quay trở lại đây thì quần áo lại đổi màu rồi. Và cũng thứ nhất là không thể trách hai bạn nhỏ ấy được, tại vì là hai bạn ấy còn ít tuổi. Thứ hai nữa là ở đây ấy thì là rất là hiếm nước. Đấy, không có nước để mà dùng để mà giặt quần áo các thứ như tầm tuổi hai bạn ấy để tự nghĩ mà đi giặt quần áo cho sạch sẽ như bao bạn mẹ khác ở dưới chỗ có nước thì không thể bằng được các bạn, các bác ạ. Hay anh em này hôm nay đi vào đây ấy, các bác là không biết là đi đâu rồi. Cửa thì đợt trước là chúng cháu cũng có sửa xong, bây giờ là cửa chắc chắn hết rồi các bác. Bây giờ khi mà không có chìa khóa là không vào nhà được.
Đất này mềm mà nhỉ. Còn cứng không à đất này em? Đất này đợt trước cuốc một lần rồi, bây giờ nó xốp rồi. À, có nước vào ấy. Hôm nay em mua giống rau gì ấy? Hôm nay mua cho hai bé rau cải, rau dền với cả rau muống các bác ạ. Thế là mỗi loại là trồng một luống à? Ít rau rau gì nhỉ? Rau mồng tơi nữa. Đấy, đất của hai bạn nhỏ thì khá là rộng ấy các bác. Ở đây cũng có này. Đây, cái phần này cũng là đất của hai bạn ấy. Người bố thì bỏ đi lấy vợ mới, đến giờ vẫn chưa có dung tích gì về thăm hai con cá. Đây, chúng cháu lên trên này chia sẻ cũng được gần được hơn một tháng rồi nhỉ? Được chưa em? Hơn một tháng rồi. Đấy, được hơn một tháng rồi mà chả thấy mặt mũi của bố đâu cả. Để bỏ đi lấy vợ mới, bây giờ đi sang kia lập gia đình mới các bác. Khả năng là đi kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng sẽ mang đi cho vợ mới, cũng như là cho các con của vợ mới bây giờ thôi. Còn hai đứa con này mặc dù là con đẻ con ruột của mình nhưng mà chẳng thấy quan tâm gì cả. Anh người mẹ thì bỏ đi trước, do là bố uống rượu say ấy, về đánh vợ, chửi con thì vợ mới bỏ đi. Hiện tại thì người mẹ cũng đã đi sang bên kia lấy vợ mới, đi lấy chồng mới và cũng có con riêng rồi. Bây giờ chúng cháu sẽ cuốc cái vườn rau này và sẽ ở đây đợi hai bạn nhỏ này một tí. Cho bạn Huy, đấy, bạn Huy thì nói được ấy, đi tìm cho nên là không biết là có tìm thấy hay không. Cả cầm cả chìa khóa xuống nữa, chỉ sợ là bà lại đi đâu uống rượu thôi các bác ạ. Đấy, như hôm trước chúng cháu cũng chia sẻ rồi ấy ạ. Bà thì là 10 ngày thì là 7 ngày là say rượu. Chỉ sợ là hôm nay thì là bà lại thời tiết âm u trời đẹp như thế này lại đi tìm bạn rượu để ngồi nhậu thôi. Cái này nếu mà bà mà biết chăm lo cho con cháu thì bà cũng có thể cuốc để làm vườn rau được. Mấy cả mấy bộ quần áo của các cháu mặc ấy thì là cũng không thấy bà giặt cho các cháu đâu các bác ạ. Đấy, phải nói thật một điều là như vậy. Và bản thân của bà ấy thì là cũng không phải là chê bà ấy đâu, mà bà cũng ăn mặc cũng rất là lộn xộn, cũng không được sạch sẽ gì cả. À, về đây rồi. Lâm Trấn Khang. Này, Lâm Trấn Khang. À, đi lấy chìa khóa về các bác. Chả biết là Huy đi đâu rồi. Em hỏi xem là xong chưa? Đi ra kia hỏi Huy xem đi đâu rồi. Hôm nọ các bác bảo là bây giờ đặt tên là Lâm Trấn Huy và Lâm Trấn Khang. Có biết mở không? Úi xồi ôi, quần áo này các bác ơi, lại đổi màu rồi. Rồi, vào đây. Chào các ông các bà. Rồi, đứng vào đây. Này, Khang. Ơi, không nghe thấy gì cả các bác ạ. Ê, cái gì đấy? À, khoe bật lửa. Này, hỏi xem mà Huy đi đâu rồi. Không biết à? Không biết. Ui dồi. À, vừa nãy là Khang đi tìm Huy. Cháu Quyền nói nhầm các bác ạ. Lại bảo là Huy đi tìm Khang. Không biết, không biết rồi các bác ạ. Trời ơi. Đấy, sáng nay là giải chiếu, cho nó giải chiếu để ngồi. Bà là... À, có bàn mà. Lấy bàn đấy. Để lấy bàn đấy. Bà là ở nhà, ở đây mà. Cái tủ kính kia của bác là từ hôm trước. Khi mà chú thợ làm cái cửa sổ dịch ra cũng không kéo vào cho các cháu gì cả. Ui. Ê, ra ngồi này, ngoài đi.
Đây ngồi đây cho sáng này. Này, ở đây, đúng rồi. Đấy, hôm trước là do cũng muộn quá nên là không làm được cái nền này. Hôm nay là chúng cháu đi vào đây thì cũng không có làm được các bác ạ. Kháng ơi. Huy nè, tạm á. Bà đi rồi, bà về rồi. Đấy, hôm nay là bà. Muốn ăn á? Tạm ra muốn ăn á? Ồ. Bà hôm nay là à, chả biết là điệu cháu ai đấy. É cái này é có đứa. Ừ. Huy về đây các bạn ăn á. Đi, đi gọi Huy về đi để chú phát quà. Đi gọi Huy về đi. Nhưng mà bây giờ Khang có biết là Huy ở đâu đâu. Tạm má bây giờ bà đi gọi thôi chứ còn để cho Khang đi gọi thì Khang không biết đâu. Tạm má bây này hả tối hả hả mà này lán đâu đắng đúng phạt hả rồi. Và này bố ạ. Đấy, nhờ bà đi. Nhờ bà đi tìm Huy về đây để chúng cháu phát quà các bác. Bà hôm nay là hôm nay là bà rơi vào ngày 3 ngày không say rượu của 10 ngày. Đi không? Đi cùng cô chú không? Khang này, Khang, đây, Khang nói chuyện ha, nói chuyện vào mic ha, nói đi, to đi, cháu xin, nói to, cháu xin, bây giờ không nói được các bác ơi. Mặc dù là rất là cố gắng trong những thời gian mà chúng cháu lên trên này chia sẻ ấy, thì là chúng cháu cũng cố gắng dạy Khang để tập nói. Đội mũ ngược lại đi, che hết mặt rồi. Bảo Khang là giặt quần áo đi xem nào. Mặc quần áo bẩn thế này. Rồi còn đeo cả thắt lưng công an nữa. Thắt lưng này là thắt lưng hôm nọ chú ở trên này cho ấy cô bác ạ. Ngày hôm nay là chúng cháu cũng có mua vào đây cho hai bé là một bao gạo 10 cân này với cả 30 quả trứng. Thế thì hôm nay là chúng cháu đi lên đây cũng có mang một cái phần quà của chú. Chú tên là tí đợi Huy về mà phát. Chú không ghi ở ngoài sao ấy? Chú không ghi ở ngoài các bác ạ. Cái phần quà này thì chả biết là anh hay là chú các bác. Chú Thanh Lam ấy. À chú Thanh Lam ấy. Đúng rồi. Sáng nay là cái hộp này thì là có cả phần quà của anh Hải này với cả anh Báo này. Đấy. Chia nhau. À. Hôm nay khói. Tính ra Khang là rất là thoáng về cái ăn cô bác ạ, không bao giờ cứ xỉ mọi lần lên đây lúc nào cũng thế. Nếu mà hôm nào mà cháu mua kẹo hay là mua cái gì lên cho bạn ấy là bạn ấy thấy ai đi qua trước cửa nhà hay là thấy ai ở xa xa bạn bắt đầu vấy lại gần xong là bắt đầu chia kẹo các thứ cho. Đấy. Xin à cho chú à. Rồi xin nha. Này, xin đi, xin chú đi. Đứng dậy. Xin. À. Sao tai lại toàn viết xẹo này? Đâu? Đây, như kiểu ai kéo thế? Ui giời ơi. Xem nào. Ủa. Sao? Ai kéo tai rồi? Chắc là chơi ở đâu ai kéo tai rồi. Sao? Bảo cái gì? Bị ai kéo tai à? Khang
ai kéo mà kinh khủng thế nhỉ? Ôi dồi ôi. Đây các bác ạ. Này, đây là viết móng tay thật. Này chắc là lại đi đâu nghỉ cái gì của người ta xong là người ta giật tay cho rồi. Bố mẹ thì bỏ đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân của mình, bỏ lại hai bạn nhỏ sống bơ vơ trong một ngôi nhà này. Thưa cô chú anh chị, đây là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại vợ chồng của cháu đang bán ở trên kênh ạ. Đây là mật ong khoái rừng và cái này là có cả sáp các bác nhé. Còn cái này thì là vợ chồng cháu đã vát ra và lọc rồi. Còn bên dưới này là mật ong hoa bạc hà. Về cái mật ong hoa bạc hà này các bác thì là chỉ... Còn đây là măng nứa khô các bác nhé. Cái này là do bà con phơi nắng tự nhiên nên là màu nó sẽ không được đẹp như là người ta lấy sấy các bác ạ. Còn cái này là khổ qua rừng các bác ạ. Khổ qua rừng này thì có rất là nhiều công dụng. Công dụng của nó là hỗ trợ tiểu đường, giảm cao huyết áp, xơ vữa động mạch vành, bảo vệ tắc nghẽn động mạch rất hiệu quả, phòng ngừa ung thư và tiêu mỡ thừa, và đặc biệt là hỗ trợ điều trị bệnh gút các bác nhé. Về cái cách dùng ấy thì là cái này là đun uống hàng ngày. Đấy, mỗi một lần dùng là từ 10 đến 15 gram đun nước uống hàng ngày các bác ạ. Còn sản phẩm cuối cùng, đây là chè san tuyết mà hiện tại là chúng cháu cũng đang bán ở trên kênh. Đây là chè san tuyết cổ thụ từ ngày xưa rồi các bác. Ôi trời ơi. Rửa tay sạch sẽ đi. Bỏ xem mà đi. À, lấy cái này cho á. Ôi trời ơi, chắc ở với bà. Ở với bà một ngày không được rửa tay lần nào đâu á. Làm gì? Cho nó đi ra nhà kia. Ôi không có nước đâu, tí họ lại không cho đâu. Rửa đi, rửa cho đi. Đấy, trong thời gian tới nữa thì bé Khang ấy các bác, thì là chúng cháu sẽ cho đi theo hai vợ chồng cháu nhiều hơn. Như bé Huy thì là đi học cho nên là cũng không có thời gian đi theo. Và bé Khang thì là nếu như đi theo hai vợ chồng cháu ấy, chúng cháu sẽ cố gắng để rèn, cố gắng để dạy và cố gắng để chỉ bảo cho bé Khang những điều tốt nhất, những điều xấu, tránh xa những cái điều xấu đấy ra. Anh Quyên ơi, hôm nay Quyên xong còn mua gạo lên nhỉ? Hôm nọ các thầy cô giáo mua lên, bây giờ gạo còn nhiều lắm. À, hôm nọ mua lên nhiều còn đúng không? À đâu, nhầm rồi các bác. Ấy, hôm trước là chúng cháu mua lên một bao ấy, hôm nay cháu tưởng là hết rồi. Lại quên là có một hôm thầy giáo ở trong trường ấy là cũng mua lên cho hai bạn ấy một bao gạo to rồi. À, bây giờ mua lên nhiều cũng không sợ nữa, tại vì là cửa đấy, thấy anh hàng xóm chạy ra đây là lấy kẹo đi cho đấy. Rất là tốt tính. Thứ nhất là Khang là một người rất là tốt này. Và cái thứ hai nữa các bác là rất là thật thà đấy, phải nói một điều là như vậy. Hôm nọ cháu Quyền lên trên này và mua lên không mua đồ gì lên ấy, là lên gặp hai bạn em phải nhịn đói. Chính vì vậy thì chúng cháu cũng lấy tiền cho Khang 7.000 đi mua hai gói mì tôm 6.000, là còn thừa 1.000 ấy là cũng mang về trả cho cháu Quyền. Đấy, hôm trước là khi mà chưa làm xong cửa thì là chúng cháu cũng không dám mua đồ gì lên nhiều cả, tại vì là không có ổ khóa này, không có cái gì ấy, thì là sợ người ta lại lấy như hôm nọ thôi các bác. Đấy, đợt này thì là cũng có ổ khóa rồi, chúng cháu mua gạo lên một thùng đầy đây. Đấy, bây giờ là cũng biết dần dần rồi các bác. Cái hôm đầu vào ấy thì là chỗ ngủ ấy thì là rất là bừa bộn, hôm nay vào là cũng biết gấp chăn rồi. Đấy, sạch sẽ rồi, gọn gàng rồi. Đấy, nhà cửa thì cũng tương đối rồi, nhưng mà bác ăn trong thì vẫn chưa biết rửa. Còn cái tủ này vẫn chưa biết xếp vào chỗ cũ. Úi xời ơi. Đấy, đây là hai cái can vào bà. Hai cái can đi xách nước của hai bạn nhỏ các bác. Cái này tí phải bảo cho bà rửa sạch sẽ. Bây giờ dầu rửa bát thì tụi cháu cũng mua lên cho hết rồi. Ăn trong xếp đầy ra ở đấy các bác ạ.
Ý bảo là quả trứng này giống như cái tai của cái tai của Khang ấy cô bác ạ. Quả trứng này bảo giống như cái tai của Khang đúng không? Xước xước như tai của Khang đúng không? Đây là chấm chấm như tai của Khang ấy. Đấy, ai bảo đi nghịch cho lắm mà vì người ta kéo rách hết cả cái tai các bác, rất là tội nghiệp này mà. Nếu mà biết nói kể là biết là ai làm rồi, nhưng mà nếu mà để mà biết nói thì chắc cũng chẳng đến nỗi là như thế. Làm gì đây? Lúc nào cũng làm cái hành động như thế này với cháu của bác ạ, lúc nào cũng. Cháu hay trêu nhiều ấy nên là thì quen rồi. Để con ra được cha như này, đáng yêu thế này nhưng mà không ở với các con mà bỏ các con đi các bác. Trứng thì không biết là hôm nọ chúng cháu cũng có mua lên xong là ở các thầy cô giáo ấy, khi mà sang các thầy cô giáo cũng đấy. Thấy con của anh Phong ở đây là lấy kẹo đi cho luôn. Đâu con của anh Phong đây, đâu? Con gái của anh Phong đây. À đây mẹ anh Phong đây các bác ạ. Thôi bây giờ này. Má hóc ấy. Mà làm việc đây luôn. Xây bó cơm à? Thì tháp này nó xây bằng. Nên xìm lóc ba hóc căng nát hả? Thưa các anh chị, đây là mẹ của anh Phong các bác ạ. À, hiện tại thì đã khỏi, nói là khỏi thì cũng không chưa khỏi hẳn được, nhưng mà đỡ rất là nhiều rồi. Bác bảo là cái vết mổ là vẫn còn đau. Đau thì chắc chắn rồi, tại vì là cái vết mổ là mổ to quá ấy cô bác. Hôm nay là mắt này lên đuối chim phải cái à? Huy đây. Ôi rồi ôi, quần áo chán đời quá. Huy vào đây. Huy sao mà mặc quần áo bẩn thế nhỉ? Nào. Không gặp cô chú thì phải như nào nhỉ? Đấy, lấy kẹo nó cho luôn. Nói như nào nhỉ bây giờ ơi? Không biết. Thế đi học gặp cô giáo thì phải như thế nào? Cháu chào cô. Thế bây giờ gặp cô chú thì phải nói thế nào? Nói thế nào nhỉ? Không biết. Không biết luôn. Thế đợt trước gặp các ông các bà thì phải nói như thế nào? Không biết. Dạy bao nhiêu lần rồi? Khi gặp ai là phải chào. Bây giờ chào đi, chào như nào? Chào các ông các bà trước. Huy, khoanh tay vào, chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Chào ai nữa? Cháu chào chú. Rồi. Rồi, quần áo này cô bác. Bẩn quần áo quá. Bốn hôm. Bốn hôm rồi. Thế mấy hôm không tắm rồi? Bắt đầu khê là tay mình xây thêm tay em. Hai hôm không tắm. Thế bà không thay quần áo cho à? Ôi giời ơi. Bà là dặn cũng như là không dặn thôi cô bác ạ. Mỗi lần lên đây khi mà cháu gặp bà là cháu bảo bà là cố gắng thay quần áo cho các cháu rồi giặt cho sạch sẽ. Bây giờ quần áo là chúng cháu mua quần áo mới cho. Lên trên này chưa được một tuần gặp đây cô bác thành quần áo bẩn như thế này hết rồi. Nào đi vào đây nào. Đi vào đây. Bảo Huy ngồi kia, Khang bảo Huy ngồi kia. Huy ngồi đây. Lấy ghế về đây Huy. Lấy ghế vào đây. Ê! Bẩn rồi, không nhặt cho vào mồm nữa đâu nha. Nào lấy vứt ra ngoài đi, không vứt ở trong nhà như thế Huy. Đây nha, hôm nay cô chú mua lên cho 30 quả trứng này. Sáng nay là Huy bảo cái gì? Huy bảo là hết thức ăn rồi đúng không?
Đi bảo với ai? Bảo với bà. Bảo với bà là hết thức ăn rồi. Vâng. Là không có gì ăn nữa đúng không? Vâng. Hôm nay là chú mua trứng lên cho nhá. Vâng. Đấy, 30 quả trứng tí bảo bà cất vào xong là dán cho Huy với Khang ăn nhá. Đây là 30 quả trứng Huy nhá. Lúc nãy là cô chú mua lên cho một bao gạo nữa nhá. Đi đâu phải đóng cửa cho cẩn thận vào. Nghe chưa? Vâng. Thế bây giờ Huy lấy trứng này đi cất đi. Để ở đâu? Trứng này để ở đâu? Bắt đầu nịnh nhau rồi. Nào nhanh lên. Lấy cái này đi cất đi. Xong là để cô Huy quà này xem nào. Xem là không, các bà gửi đến cái gì đến cho Khang với Huy nào. Nặng quá. Cất vào tủ đúng không? Thưa ba anh chị, là sáng nay thì chúng cháu cũng có nhận được một cái phần quà. May mà chú còn nhắn tin cho chúng cháu. Tại vì là chú gửi, là chú cũng không có ghi ở ngoài là chú gửi. Chú tên là Thanh Lam cô bác ạ. Thì chú có gửi một cái phần quà đến cho hai bé Huy và Khang này. Xong là chú cũng có gửi cho gia đình anh Báo với cả gia đình anh Hải nữa. Đấy thì hôm nay là tiện chúng cháu đi vào đây là chúng cháu cũng có trao cho bé Huy và Khang trước. Còn về phần anh Hải với cả anh Báo của bác là hôm nào chúng cháu lên trên kia thì chúng cháu sẽ đi trao cho hai anh em luôn. Bây giờ thì cháu xin phép cô chú là cháu bốc cái phần quà của chú Thanh Lam. Xin ngồi ra để dưới, cái ghế là ngồi dưới ở đấy. Nào. Bà bé. Không được. Đây bóc ra đi. Đây là phần quà của chú Thanh Lam các bác ạ. Đấy, rất là cảm ơn đến cô bác anh chị trong và ngoài nước rất là nhiều. Các cô bác đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với kênh của cháu Quyền để chúng cháu có những phần quà như này đến với các hoàn cảnh. Đấy, hai bạn nhỏ thì bạn Huy mới chỉ được 6 tuổi thôi các bác. Còn Khang ấy thì là được 8 tuổi. Hiện tại thì Huy được đi học, còn Khang ấy thì là đi lang thang, toàn đi chơi thôi, không đi học nữa. Đi học cũng không nghe thấy gì và cũng ai bảo gì cũng không biết đấy các bác. Úi trời ơi, lại có bộ quần áo mới. Cái này là quần áo mới luôn đấy. Ôi ơi, ông mua toàn quần áo màu sáng cho thế này thì đúng là 2-3 hôm thì thành màu tối hết. Úi trời ơi, đẹp nên chưa? Nên là mỗi người được 2 bộ. Bảo với Khang, Huy bảo với Khang là mỗi người được 2 bộ vào xem nào. Sướng chưa? Xem nào. Úi trời ơi, đẹp chưa? Cái này chắc của anh Khang rồi. Cái này hơi tối nhỉ? Khả năng là Khang phải đi theo cháu Quyền thì mới sạch sẽ được rồi các bác. Này là tí nữa chúng cháu đi sẽ cho bạn Khang đi cùng luôn. Còn là Huy thì sẽ phải ở với bà. Tại vì là hôm nay chủ nhật, ngày mai thứ hai là Huy lại phải đi học rồi các bác ạ. Đấy, thỉnh thoảng chúng cháu cũng cho đi theo, đi xuống huyện ấy, ở huyện ngủ cùng hai vợ chồng cháu luôn. Đi xuống kia thì bây được giờ, tắm rửa sạch sẽ này. Bây giờ sẽ chọn ra hai bộ màu sáng để cho Khang đi. Tại vì là Khang đi cùng chúng cháu thì chúng cháu sẽ còn bảo ban Khang để Khang giặt giũ quần áo ấy cô bác. Đấy, tí nữa hai bộ này là màu sáng hơn này. À đây, bộ này mới là, hai bộ này mới là màu sáng. Hai bộ này là màu tối hơn thì cho Huy mặc ở nhà nhá. Đây nhá, chưa? Bộ ui này rồi, quần áo rất là đẹp luôn. Hàng xịn đấy. Nào khoanh tay vào xin xin chú nào. Xin ông nào. Khang, bảo với Khang là phải xin thế nào, Huy, Huy bảo thế nào. Này, Khang. Ôi, quần áo này chất, chất vải nó thích lắm. Rồi. Ui dồi ôi, áo đẹp này, chưa? Bộ này là cho Huy nhá. Huy, lụng bà không xuống đây nữa à? Hả? Tí nữa gọi bà về đây xong là cô dặn bà để cho bà thay quần áo sạch sẽ cho, không phải lúc nào cũng để như tình trạng như thế này được. Không có người lớn thì bảo không có người lớn, đằng này có người lớn thì quần áo không để cho trẻ con mặc bẩn như thế này là không được. Đấy, quần áo này là từ cái hôm trước mà chúng cháu lên sửa cái cửa ấy, thì Huy đã mặc bộ này rồi các bác ạ, mà đến tận hôm nay mà vẫn cứ mặc bộ này. Hơi to đấy nhỉ? Chắc là hơi to.
Nhưng mà sẽ chọn ra hai bộ này là cho Khang, hai bộ màu sáng này sẽ cho Khang. Tí nữa cho Khang đi cùng chúng cháu luôn các bác ạ. Hai bộ này cho Huy nha. Tí nữa thay luôn mặc xem là cho bà giặt quần áo cũ kia cho đi. Bẩn quá. Rồi. Bây giờ đi thay luôn đi thay luôn để cho các bà xem nào. Nào, Huy. Này, để kẹo ở đây, để kẹo ở trên bàn. Để kẹo ở đây. Huy, để kẹo ở đây. Để kẹo ở đây thì ăn sau. Nào, thay quần áo đi. Đi. Đi vào, Huy đứng dậy nào. Đi vào chỗ ngủ thay quần áo nha. Đi vào trong kia thay quần áo nhanh, nhanh chân nha bà. Nhanh lên. Đấy, thay quần áo luôn. Khang là hơi to một tí. Đứng ra đây xem nào, ra ngoài này cho sáng xem nào. Đứng ra đây, đi ra đây đứng, tí ăn sau. Đừng có rảnh tay ra một tí lại ăn tiếp. Ra đây đứng nào. Đứng ở đây cho chú, cho ông xem nào. Úi giời, Huy mặc đằng trước rồi. Đi đằng sau rồi Huy, áo ấy. Khang, đẹp trai lắm. Khang, đứng ở đây. Úi giời, quay một vòng xem nào. Quay một vòng. Ở đây xem nào, quần như kiểu quần dài luôn. Bỏ ra làm gì ấy? Khang, Huy ra đây xem nào. Đấy, quay một vòng, đằng sau quay, đúng rồi, đấy, rất là đẹp. Này, nó chỉ đẹp trong vòng tầm khoảng 2-3 tiếng đầu này thôi, chứ còn tí là đi chơi, đi nghịch đất là lại đen xì hết rồi. Bây giờ thành công tử rồi nhé. Tí nữa sẽ phải bảo bà cô bác ạ. Hay như, nếu như hai bạn này mà có cái một người lớn mà sạch sẽ, biết lo cho các cháu ở cùng ấy, thì là những bộ quần áo đẹp như này thì chắc chắn là chúng cháu nghĩ sẽ được rất là lâu đấy. Không phải là 1-2 ngày lại đổi màu thành màu đen. Đây, của Khang đây. Xin. Đứng dậy cơ mà. Này. Nào, cho Huy cảm ơn ông đi. Nào, Huy cảm ơn ông nào. Đúng. Huy, cảm ơn ông cơ mà. Khoanh tay vào. Đứng dậy nào. Đứng dậy. Khoanh tay vào. Nói như nào? Ai cho đồ là phải như nào? Con cảm ơn các ông, các bà. Con chúc ông luôn luôn mạnh khỏe. Con hứa với ông con phải học thật giỏi. Rồi. Không kéo áo của anh như thế, cái cổ nó rộng ra hết. Lần sau không được kéo như thế nghe chưa? Anh Khang là cảm ơn không ạ? Này, Khang, cảm ơn ông, Khang, đúng rồi. Không trêu nhau như thế chứ. Còn dép này nhá, dép này là cô chú sẽ đưa cho bà cất nha. Bao giờ hai đôi này không đi được nữa thì sẽ đi hai đôi này. Cất vào tí cho bà, cất vào đâu, cứ thấy có đôi mới tí lại đôi cũ rồi không đi. Tí nữa xe, cái này là chúng cháu sẽ giao cho bà, cô bác ạ. Này, ngày hôm nay chắc là sạch được trong khoảng 2-3 tiếng thôi. Tí chúng cháu mà đi rồi lại đi nghịch lại bẩn như cũ, cô bác ạ. Huy ơi, bây giờ cô dặn nhá. Tí nữa bà xuống nhá. Sẽ bảo cho bà là dọn hết mấy cái này giặt, rửa cho sạch sẽ đi nhá.
Hôm nào là cô chú mua dầu rửa bát lên cho rồi. Đây mì tôm bát ăn mì tôm các thứ chắc là từ cái hôm mà chúng cháu lên trên này sửa cửa này. Thấy hai anh em ăn đến giờ rồi các bác ạ. À. Để rất là vừa vộn luôn. Thiếu cái gì là chúng cháu mua lên cho rồi, xong là bà ở đây chỉ việc là chăm sóc hai đứa cháu rồi là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi bảo ban các cháu là tắm rửa rồi nấu cơm cho các cháu ăn thôi, mà cũng để cho các cháu cứ phải nhắc đi nhắc về. Rồi bây giờ dọn bàn ghế đi để ở góc kia cho nó gọn gàng vào, xong là mấy cái túi này là phải để đâu, phải lấy đi đốt nha. Đúng rồi. Mì tôm hết sạch rồi à Huy? Hả? Ôi giời, ăn kiểu gì mà hai thùng mì tôm mà chưa được một tuần đã hết thế? Huy cất quần áo đi. Để vào đây. Còn bộ của Khang là cho mang theo thôi anh Quyền nhỉ? Hôm nay là chúng cháu, tí nữa chúng cháu đi xếp cho cả Khang đi cùng luôn cô bác ạ. Đấy thì bộ Khang là sẽ phải... Huy nào, bảo anh Khang là bộ của anh Khang là cầm đi theo, tí nữa đi cùng cô chú. Lấy túi áo của anh Khang về đây. Nhưng mà hôm nay trời hơi lạnh này, không lấy áo khoác đi không biết liệu được không nhỉ? Không mang đi, dép này là lúc nào mà hai đôi kia rách rồi thì mới được đi. Đôi mới này chưa được đi nhá, Huy nhá. Bây giờ là chúng cháu sẽ ra vườn rau, rồi trồng rau các thứ nữa cô bác ạ. Tí nữa sẽ đi gặp bà rồi bảo bà là về dọn dẹp đồ đạc các thứ cho các cháu, rồi cất quần áo cho các cháu. Anh Huy bảo anh Khang đi, bảo anh Khang là tí nữa cho anh Khang đi cùng cô chú ấy, thông mang cả bộ quần áo này đi theo. Huy là còn được đi học nên là không đi theo cô chú được nhá. Thế bây giờ đóng cửa đi. Không giật như thế. Em biết đóng chưa? Đã được đâu mà. Được rồi. Biết đóng chưa? Biết rồi. À, Hi đứng đây. Thưa ba anh chị, là bây giờ chúng cháu sẽ cùng hai bé gieo rau thêm một lúc nữa, rồi tí nữa sẽ đưa bé Huy đi gặp bà, và cháu sẽ dặn bà một số thứ nữa. Còn thước phim của cháu đến đây khá là dài rồi, cháu xin phép là kết thúc cái thước phim này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Niền TV. Xin chào các bác. Huy nào. Huy, chào các ông các bà. Con chào các ông các bà.